Các bạn ơi, đeo khẩu trang đúng cách cũng là một trong những cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả nhất đấy. Và sau đây, chúng ta hãy cùng thực hành kỹ năng đeo khẩu trang đúng cách nhé. Xin chào tất cả các con. Chúng mình đã biết đeo khẩu trang như thế nào cho đúng chưa nhỉ? Buổi học kỹ năng sống ngày hôm nay, cô Truyền sẽ hướng dẫn chúng mình cách đeo khẩu trang như thế nào cho đúng nhé. Các con ơi, chúng mình có nhớ là sáng nay chúng mình đã được tìm hiểu về những loại khẩu trang nào rồi nhỉ? Các con cùng nhìn xem, đây có phải là khẩu trang y tế không? À đúng rồi, đây là khẩu trang y tế đấy. Khẩu trang y tế có hai mặt, là mặt màu xanh và mặt màu trắng. Mặt màu xanh có tính chống thấm nước, sẽ đeo ở bên ngoài. Còn mặt màu trắng có tính hút ẩm, sẽ đeo ở bên trong. Và khi đeo sẽ kéo các nếp gấp xuống để tránh vi khuẩn bay ngược trở lại vào mũi và miệng đấy. Sau đây cô Truyền sẽ hướng dẫn chúng mình đeo khẩu trang đúng cách nhé. Nhưng trước khi đeo khẩu trang, chúng mình nên nhớ là phải luôn giữ đôi bàn tay của mình thật sạch nhé. Chúng mình cùng quan sát cô hướng dẫn chúng mình đeo khẩu trang đúng cách nhé. Đầu tiên, cô sẽ dùng hai bàn tay của mình cầm vào hai quai đeo của khẩu trang. Sau đó, cô sẽ đeo lần lượt vào từng bên tai. Khi đeo xong, cô sẽ dùng hai đầu ngón tay kéo khẩu trang xuống phía dưới để che kín cằm và dùng hai đầu ngón tay bóp nhẹ thanh nẹp ở phía trên để che kín mũi. Cô Truyền đeo xong rồi đấy. Con ơi, sau khi dùng xong khẩu trang và muốn tháo khẩu trang ra thì chúng mình sẽ dùng hai tay cầm vào hai khoai đeo của khẩu trang. Sau đó sẽ tháo khẩu trang ra. Các con nhớ là sẽ tránh tiếp xúc vào mặt của khẩu trang nhé. Rồi chúng mình sẽ gấp gọn lại và bỏ vào thùng rác nhé. Các con hãy nhớ rửa tay bằng xà phòng sau khi tháo khẩu trang nhé. Ngoài khẩu trang y tế ra còn có rất nhiều loại khẩu trang khác nhau nữa đấy. Và hôm nay cô Truyền cũng muốn giới thiệu cho chúng mình thêm một loại khẩu trang nữa. Đó là khẩu trang vải. Các con cùng nhìn lên đây nào. Đây là một chiếc khẩu trang vải to và dành cho người lớn. Còn đây cô cũng chuẩn bị thêm một chiếc khẩu trang vải nhỏ bé, phù hợp với độ tuổi của chúng mình đấy. Khẩu trang vải cũng có hai mặt. Mặt ở bên trong là mặt màu trắng, có lưới, sẽ đeo ở bên trong. Còn mặt ở bên ngoài sẽ là mặt vải mịn để chống bụi mịn đấy. Cô Truyền cũng chắc chắn rằng bố mẹ chúng mình khi đi lựa chọn khẩu trang cho chúng mình sẽ lựa chọn khẩu trang phù hợp và phù hợp với khuôn mặt của chúng mình nữa đấy. Cô Truyền vừa hướng dẫn chúng mình đeo khẩu trang đúng cách để bảo vệ sức khỏe rồi đấy. Bây giờ cô và các con sẽ cùng thực hiện lại một lần nữa nhé. Nào, chúng mình cùng đeo với cô nào. Các con đã đeo xong chưa nhỉ? Chúng mình cùng kiểm tra lại một lần nữa nhé. Xem dây đeo có bị tuột không? Khẩu trang đã che kín cằm chưa? Và che kín mũi chưa? Sau khi dùng khẩu trang và tháo ra, các con cũng nhớ là sẽ dùng hai bàn tay và cầm vào quai đeo, nhẹ nhàng tháo khẩu trang ra và tránh tiếp xúc vào mặt khẩu trang nhé. Vì khẩu trang của cô Truyền là khẩu trang y tế nên khi cô tháo ra, cô sẽ bỏ vào thùng rác. Còn ở nhà, khẩu trang của chúng mình là loại khẩu trang khác nhau. Sau khi dùng xong, các con nhớ
là sẽ cất gọn gàng và nhờ bố mẹ giặt cho nhé. Các con ơi, cô Truyền vừa hướng dẫn chúng mình cách đeo khẩu trang đúng cách rồi đấy. Cô cảm ơn tất cả các con vì đã tích cực tham gia giờ học cùng cô. Hy vọng rằng qua buổi học ngày hôm nay, các con đã nhận ra được tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang khi đi ra đường. Còn rất nhiều tiết học hay đang chờ đợi các con ở buổi học tiếp theo. Chúng mình hãy nhớ là luôn theo dõi kênh YouTube của Steamy nhé. Còn bây giờ, cô Chuyên phải đi rửa tay rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con.